Thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam về diễn biến tình hình ở Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại đây. Theo bà Hằng, Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới. Về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trong những ngày qua đã thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine để nắm tình hình bà con, đồng thời tích cực xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng, cơ sở, sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay đã chỉ trích Washington khi được hỏi về quan điểm của Trung Quốc trước tình hình Ukraine. Bà Oánh cho rằng động thái áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ và gửi thêm vũ khí tới Ukraine đã làm gia tăng căng thẳng và gây hoảng loạn, phóng đại nguy cơ chiến tranh. Bà nhấn mạnh nếu ai đó đổ thêm dầu vào lửa bằng cách đổ lỗi cho người khác, thì đó là hành vi vô trách nhiệm và trái đạo đức. Thêm vào đó, khi được hỏi liệu Trung Quốc có áp đặt biện pháp trừng phạt với Nga hay không, bà Oánh cho biết Bắc Kinh nhận định trừng phạt chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề hiệu quả và triệt để. Về phía phương Tây, các nước Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Canada, Nhật Bản và Australia đã công bố lệnh trừng phạt lên Nga sau khi Thượng viện Nga quyết định phê duyệt đề xuất điều binh ra nước ngoài, động thái mở đường để đưa Nga đưa quân sang hai khu vực ly khai là Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine mà Nga vừa công nhận độc lập. Trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 2, ông Putin nói rằng quyết định điều quân tùy thuộc vào tình hình thực địa. Thưa quý vị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 22 tháng 2 tuyên bố Canada đang tăng cường hiện diện quân sự sát Nga, trong khi Australia và Nhật Bản công bố biện pháp cấm vận nhắm vào Moscow. Khoảng 460 binh sĩ Canada sẽ đến Latvia, có biên giới giáp với Nga để gia nhập 540 binh sĩ Canada đã đóng trú ở đó. Một tàu khu trục thuộc Hải quân Canada cũng đang đến khu vực, cùng ít nhất một máy bay do thám CP-140 Aurora. Ngoài ra, chính quyền của Thủ tướng Trudeau cấm người Canada mua nợ chính phủ của Nga và giao dịch tài chính với vùng Donetsk hoặc Lugansk. Đây là hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine, được Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập ngày 21 tháng 2. Canada cũng đã liệt vào danh sách đen những nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk, cũng như các ngân hàng, nhà thầu quân sự và công ty Nga. Cũng trong ngày 22 tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố cấm vận Nga với những điều khoản cô lập Moscow về tài chính. Ngoài ra, Australia ngày 23 tháng 2 đã gia nhập Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Đức và Anh, áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk và ra lệnh điều binh sĩ đến hai khu vực đó. Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ lập tức bắt đầu áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào những cá nhân Nga bị cho là có trách nhiệm về những hành động mới của Moscow về Ukraine. Tương tự, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 23 tháng 2 tuyên bố nước này đang áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Nga vì những hành động của nước này đối với Ukraine. Theo Reuters, ông Kishida cho hay những biện pháp cấm vận của Nhật gồm có cấm phát hành trái phiếu Nga ở Nhật và đóng băng tài sản ở Nhật của một số cá nhân người Nga, hạn chế việc đi lại đến Nhật. Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, tình hình vẫn còn khá căng thẳng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với các lệnh cấm vận trên. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Moscow ngày 18 tháng 2, Tổng thống Putin đã cảnh báo không có lệnh cấm vận mới nào có thể ngăn chặn Nga làm điều nước này muốn vì Moscow đã có kinh nghiệm đối phó với các lệnh cấm vận trong nhiều năm. Trong chương trình phát thanh 22 tháng 2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ông Putin là thiên tài, áp dụng các chiến thuật thông minh, đồng thời chỉ trích đương kim Tổng thống Joe Biden trong cách xử lý khủng hoảng Ukraine. Trong chương trình phát thanh cánh hữu hôm 22 tháng 2, những người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập đối với hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Trump nói, tôi biết thông tin này qua truyền hình vào hôm qua và tôi nói đúng là thiên tài. Putin tuyên bố một phần lớn lãnh thổ Ukraine của Ukraine là độc lập
Điều đó thật tuyệt vời. Theo ông Trump, các chiến thuật của ông Putin thông minh và lập luận rằng Mỹ có thể áp dụng ở biên giới với Mexico, song không giải thích chi tiết. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho rằng khủng hoảng ở Ukraine đã có thể được ngăn chặn hoàn toàn nếu Tổng thống Joe Biden xử lý đúng cách. Nói nếu bản thân lãnh đạo nước Mỹ thì ông Putin sẽ không có những hành động như hiện nay. Ông cũng chỉ trích phản ứng yếu ớt của Mỹ mà theo ông là không phù hợp với hành động của Nga. Ông Trump nhấn mạnh bây giờ mọi thứ đã bắt đầu, giá dầu ngày càng cao và ông Putin không chỉ đạt mà còn nhận được những gì ông ấy muốn. Dầu và khí đốt tăng giá mạnh nên Nga ngày càng giàu. Ông Putin hôm 21 tháng 2 duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine, đồng thời ký kết hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Trong sắc lệnh, ông chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực để gìn giữ hòa bình, nhưng không nói rõ quy mô và thời điểm bắt đầu nhiệm vụ. Trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 22 tháng 2, ông Putin nói rằng quyết định điều quân đến đông Ukraine phụ thuộc vào tình hình thực địa. Hôm 23 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển một số lực lượng quân sự ở châu Âu của Mỹ sang Estonia và Latvia và Litva, củng cố sườn đông bắc của NATO sau khi Nga chính thức công nhận chủ quyền của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Lầu Năm Góc cho biết là 800 binh sĩ sẽ được chuyển đến vùng Baltic từ Italy, trong khi 8 máy bay phản lực F-35 sẽ được chuyển đến Đông Âu từ Đức. Ngoài ra, 32 máy bay trực thăng Abchase sẽ được chuyển đến Ba Lan từ Đức và Hy Lạp. Ông Biden gọi các động thái của Tổng thống Putin ở Donbass là sự khởi đầu của chiến dịch tấn công nhằm vào Ukraine của Nga. Ông nói thêm rằng Mỹ không có ý định chống lại Nga, nhưng nhấn mạnh Washington và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO. Tuyên bố điều quân đến các nước Estonia, Latvia và Litva phù hợp với những khẳng định trước đây của ông Biden rằng lực lượng Mỹ sẽ không được triển khai để chống lại người Nga ở Ukraine, quốc gia không phải là thành viên của NATO. Cũng trong bài phát biểu hôm 23 tháng 2, ông Biden tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính, giới tinh hoa của Nga, cũng như các thành viên gia đình của họ. Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt sâu rộng hơn sẽ được thực hiện nếu Moscow tiến xa hơn trong vấn đề Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 2 xác nhận Nga ủng hộ và công nhận các đường biên giới mở rộng của hai vùng ly khai Ukraine ở miền đông Ukraine. Đường biên giới được Nga công nhận là phần lãnh thổ mà phe ly khai tuyên bố trong hiến pháp của họ từ trước khi Moscow công nhận nền độc lập của hai khu vực này. Việc này đồng nghĩa là Nga đã công nhận độc lập cho một diện tích rộng gấp 3 lần khu vực phe ly khai thực tế chiếm đóng được. Ngoài vùng bị phe ly khai kiểm soát, đường biên giới Nga công nhận bao gồm các khu vực đang do chính phủ Ukraine kiểm soát như khu cảng chiến lược Mariupol ở biển Azov. Điều này làm gia tăng lo ngại rằng Nga sẽ sớm tấn công toàn diện vào nước láng giềng. Các nước phương Tây cho rằng Nga có thể sử dụng các tuyên bố lãnh thổ của vùng ly khai làm cớ để tấn công vào nhiều khu vực của Ukraine hơn, với lý do là họ đang bảo vệ lợi ích của các quốc gia do Nga hậu thuẫn ở Donetsk và Luhansk. Ông Putin đã ngừng phản bác các báo cáo buộc của Nga sắp tấn công Ukraine, nhưng để ngỏ khả năng đàm phán với Kiev. Đứng trước các động thái của Nga, Mỹ và một số nước châu Âu ngày 22 tháng 2 đã công bố biện pháp trừng phạt kinh tế, ban đầu là nhằm vào hai vùng ly khai, tiếp đến là nhằm vào Nga.